納豆ご飯ロッコン少女ボルノを切り捨て不法者はどこだ切磋琢磨キャンダウン切磋琢磨に任せよペットドライ療養アンビエントカラーアダプト。Cái tiếng nó to lắm, với lại cái giọng nói nó cũng không có được êm dịu, thì đúng là nó như xoáy vào tai. Phải nói là lớn tuổi cả, ngủ nghỉ nó không thất thường, cho nên rất là ồn. Buôn bán thì nhiều người nói, nếu quay nói lại thì cũng không có nghe. Với mục đích phát và tiếp sóng các chương trình phát thanh, cũng như phát các thông báo cho người dân khi cần thiết, hệ thống loa đường phố được thành phố Tuy Hòa lắp đặt tại các khu dân cư, đến nay đã là 32 cụm loa.